Mọi người ơi, ai thấy tốt rồi, mọi người comment lên đây đi cho Túc thấy mọi người luôn nha. Để Túc lên câu đố cho mọi người đánh từ từ cho nó mau trúng luôn nha. Hello mọi người. Tình yêu của Túc Túc luôn nha. Mọi người ơi, ai đang thấy em rồi thì mọi người comment lên đây đi cho em thấy mọi người, để em tiện em tương tác với mọi người luôn nha. Cánh gì mà không bay được mọi người ơi? Câu đố ngày hôm nay mà Túc muốn dành cho mọi người đó là cánh gì mà không bay được mọi người nha. Hello Lệ Thủy, chú Túc chào Lệ Thủy luôn nha. Túc chào anh Văn Hiệu Đàn luôn. Ui ui, hơi bị lâu rồi mới thấy Văn Hiệu Đàn vô livestream của em chơi luôn đó nha. Hello mọi người, ai đang trong livestream mọi người comment lên cho em thấy mọi người luôn đi. Tái mày chết giờ nha Tuấn Nga, quánh chết giờ. Hello anh Việt, chị Túc chào anh Việt luôn, lạ đâu mà lạ, quen thấy mồ. Hello Lệ Thủy luôn nha, chị Túc chào em luôn nè. Mọi người ơi, còn ai thấy Túc nữa thì mọi người comment lên đi cho Túc thấy mọi người luôn. Ừ, chị chào Lerin luôn nha. Nản ghê luôn đó hả, vậy thì chơi câu đố với chị đi Lerin ơi. Ủa mà hôm nay em bị chặn chia sẻ mất tiêu rồi mà, xem chia sẻ được nữa. Xin chào Minh Ki, Ly Kyo luôn nha, chị Túc chào luôn nè, chúc là Rin của chị Túc luôn nha. Rồi, Rin ơi, em chia sẻ em các bạn với lại tham gia nhiều hội nhóm đi. Chị thấy em ít bạn bè với lại chia sẻ ít hội nhóm quá à, làm sao mà trúng được. Người ta chia sẻ cả mấy chục hội nhóm, cả trăm hội nhóm, em chia sẻ có mười mấy hội nhóm thì sao mà trúng được. Em chia sẻ thiệt là nhiều hội nhóm nha. Xin chào Phô Duy luôn, em chào Phô Duy ạ. Rồi mọi người ơi, câu đố mà Túc muốn dành cho mọi người là cái bánh bánh gì ạ? Cánh gì mà không bay được mọi người nha. Cánh gì không bay được mọi người comment liền cho Túc luôn nè. Rồi, cánh gì không bay được mọi người ơi, mọi người comment liền cho Túc luôn nha. Cánh gì không bay được? À, nếu nghe nè, thể lệ để chơi tham gia mini game là chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai, chia sẻ vào 10 hội nhóm cho Túc Túc liền luôn được không ạ? Hello anh Nguyễn Thanh Nhàn, Túc chào anh luôn nè. Hello Hoàng Vũ luôn nha. Chào mọi người trong livestream của Túc luôn nè. Rồi, còn ai thấy Túc nữa không? Ai thấy Túc thì mọi người comment lên cho Túc thấy được không ạ? Đâu, để em coi coi nha. Mà thế nào vậy? Mà thế nào? Rồi mọi người ơi, cánh gì không bay được mọi người comment cho Túc luôn nha. Em chia sẻ hơn trăm mười mấy nhóm xe trên trang cá nhân. Quỷ sứ à, xe trên trang cá nhân ít ít thôi, xe trên hội nhóm mới nhiều luôn nha. Chị chào Minh Ki, chị cảm ơn Minh Ki luôn ạ. Rồi mọi người ơi, mọi người trả lời câu đố cho Túc luôn đi ạ. Câu đố ngày hôm nay là cánh gì không bay được mọi người nha. Hôm nay Túc sẽ tặng cho mọi người mẫu kính này. Nếu như mà nữ trúng thưởng thì sẽ được tặng mẫu kính Gentle Monster như thế này, rất là ngầu, rất là chất lượng luôn nha. Nữ ơi, có ai thích mẫu kính này không? Nếu như nữ thích mẫu kính này thì nữ comment lên cho Túc liền luôn để Túc tặng kính cho mọi người luôn nha. Đây, sẽ còn ủng hộ sắp dài dài. Ok, và hàng minh bom này lần nào đã livestream và cùng người feedback tốt cho em hết trơn á. Rồi, mọi người comment liền cho em đi. Kính này em sẽ tặng cho mọi người luôn nha. Đây, em sẽ cho mọi người coi nè. Nếu như mà nữ trúng thưởng thì tặng cho nữ kính nào bây giờ để coi coi. Nữ trúng thưởng thì tặng kính này đi cho nó đẹp ha, cho nó sang chảnh một xíu nè. Kính này là 8060 mọi người nha. Rồi, nếu như mà anh nam trúng thưởng thì em tặng cho anh nam kính gì bây giờ để em coi nha. Cái kính nào mà tặng cho nam cho nó ngầu không ta? Để em coi nha. À, lâu ơi. 0023 này lâu. Rồi, nếu như mà nam trúng thưởng thì em tặng cho nam cái này 8301 nha, là một dòng dễ thương, rất là dễ thương và rất là ngầu bên shop em luôn đó ạ. Mua sắm ba sản phẩm liền một lúc có được khuyến mại thì cũng sắp được free ship nha bạn ơi. Rồi, hello chị Ngọc Hạnh luôn nha, đúng lúc chào Ngọc Hạnh nè. 0023 này còn thiếu cái nào? Lấy không? Lấy. Rồi, mọi người ơi, ai lấy cái này? Để mọi người comment. Cái này chứ đâu, chịu kiếm mà chửi chị không à. Lấy bà Quang nè. À, số dưới 45 phải của Túc không? Số đuôi 45 hả? Nãy không có nha. Nãy không có nha là sao? À, số hotline bên công ty đó Phục Cưng ơi. À, được số hotline là alo phải số Phục Cưng không? Alo phải số Phục Cưng không? Vậy đó hả? Chi vậy? Rồi mọi người ơi, ai lấy kính này nè thì mọi người tranh thủ comment cho Túc luôn nha. Câu đố là cái gì luôn được không ạ? Cánh gì mà không bay được mọi người ơi? Trời ơi, đau mắt quá hả? Hello Kế Huỳnh.
Minh Linh, còn ba cái là cái màu đen thôi đúng không? Rồi, ok. Rồi, mọi người ơi, ai thấy tóc nữa thì mọi người comment cho tóc liền luôn nha. Có ai thấy tóc tóc chưa mọi người ơi, cái kính tóc đang mang sẽ tặng cho người nào chia sẻ, alo, tặng cho người nào chơi mini game của tóc luôn nha, để trên đầu cho mọi người coi nè. Mẫu kính tóc đang mang có hai mẫu luôn, mẫu này là mẫu dành cho nữ, mẫu này là mẫu dành cho nam. Hết kính nào được tặng kính đó, ok không ạ? Rồi, bà đến thứ bảy luôn rồi buồn, ok Lerin chị chơi câu đối với chị luôn nha. Rồi anh kế hình ơi, chơi câu đối với em luôn đi anh ạ. À, mọi người ơi, cánh gì mà không bay được, mọi người tranh thủ comment liền cho em luôn nha. Mọi người comment cho em đi ạ. À, vợ em đẹp được như chị là quỷ sứ Hà Cưng, phải biết hài lòng với hiện tại nha, phải biết bằng lòng với hiện tại thì như vậy mới hạnh phúc được chứ biết yêu. Rồi thấy áo đỏ, đúng rồi thấy áo đỏ là thấy em luôn nè. Cánh cửa là sai rồi chị Lê Thúy ơi, không đúng luôn. Cái cánh gì mà không bay được mọi người nha, cánh gì là không bay được mọi người comment nha. Chẳng hạn như là cánh con vật đúng không, cánh con vật như là con gì nè, à, cánh gà chiên nước mắm, cánh gà cúc chín, cái cánh chim cúc chiên bơ. Rồi Diana siêu thấp, wow tân trọc ơi, trời đất ơi, cái này phải để bà nữ comment chứ sao, ông nội này con đàn ông con trai nhưng mà comment Diana siêu thấp gì cho nội. Rồi cánh gà là chưa đúng luôn, cánh gà có thể bay được mà đúng không, cánh gà chiên giòn đó. Bắt đầu là em đói bụng rồi nha, mọi người chuẩn bị comment những cái món ăn cho em thấy đói bụng rồi đó. Rồi hello Liên Mai luôn nha, chọn cho mình một nõn nào đẹp với, ok để xíu chút chọn cho bạn luôn. Cánh tay là sai mấy từ vậy ạ, trời đất ơi, Cưng phải chia sẻ livestream nhiều thì chị mới gửi cho Cưng được. Cưng Cưng chưa chia sẻ livestream là chị tốt sao gửi cho Cưng được nè, mọi người tranh thủ chia sẻ livestream nha, lượt share tăng lên gửi cho mọi người liền luôn. Điện thoại giờ chị công ty tức đúng không? Đúng rồi anh Lân Nguyễn ơi, chắc cái số đó là số điện thoại công ty em đó. Rồi à, cánh tay chưa đúng luôn Cao Hoàng Huy ơi, cánh tay là chưa đúng luôn anh Cao Hoàng Huy, chia sẻ livestream đi nha. Mọi người ơi, để tham gia mini game mọi người nhớ nè, chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần, chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em, chụp màn hình lại cho em gửi về inbox cho fanpage liền luôn để nhận được quà mọi người nha. Rồi cảm ơn anh gấp, cảm ơn bé gấp nhỏ trong em luôn nha. Rồi Ngọc Hanh ơi, cho em xin số điện thoại anh chị đó. Ngọc Hanh ơi, chim cánh cụt là sai. Hello Lê Thấm, em chào Lê Thấm. Hello Nguyễn Ngô, cánh cụt là sai luôn. Cánh gì mà không bay được mọi người ơi? À, cánh Diana siêu thấm không bay được nhé. Đặt không được, đặt không, đặt hàng không được. A à, Ngọc Hanh ơi, đặt hàng không được đó hả? Ngọc Hanh ơi, chị muốn lấy cái mẫu kính nào chị ơi? Hồi nãy chị có lấy trên livestream bên kia không? Bây giờ chị ngồi trong livestream đi, một xíu mà em lên mẫu kính thì chị cần để số điện thoại kèm theo mã em sẽ chốt hàng cho chị luôn nha. Chị đặt Ngọc Hanh ơi, chị còn nhớ cái mã mà chị muốn đặt không? Nếu như chị nhớ mã thì chị comment cái mã kèm số điện thoại trên live này cho em liền luôn đi. Trần Trần ơi, bốn sản phẩm sẽ được free ship nha Trần Trần nha. Chim cánh cụt là sai luôn, chim cánh cụt là sai rồi, bên kia ly kia ơi. Rồi, mọi người comment cho chấm đi, cánh gì là không bay được được không ạ? À? Kèm theo đó là chia sẻ live stream để Túc coi coi có bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Ngọc Hanh ơi, em thấy số điện thoại của chị rồi nè, chị muốn lấy kính mẫu nào chị ơi, chị comment cho em đi. Chị comment liền cho em luôn là thấy mẫu nào luôn nha. Cánh đồng lúa là sai, cánh tay là sai luôn rồi, không có đúng luôn nghe. Rồi mọi người lẹ lẹ lên mọi người ơi. Rồi mọi người ơi, mọi người ơi, cánh gì mà không bay được mọi người nha, cánh gì là không bay được mọi người ơi, còn cánh gì đây? Rồi comment liền cho em, đẹp quá, cái nào cũng muốn mua hết trơn đó hả? Hello Trúc Lê luôn nha, con vệ sinh có cánh. Ông nội Minh Nhật này comment cái gì thấy ghê quá vậy cha nội. Lê Thúy ơi, cánh sen là sai, cánh cụt là sai luôn, không có đúng mọi người nha. Rồi mọi người tranh thủ comment liền cho Túc luôn đi được không ạ? Cánh gì là không bay được, cánh gì không bay được mọi người ơi, chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần, chia sẻ vào hội nhóm cho Túc tổng cộng là 10 lần, chụp màn hình lại liền luôn. Cánh mũi là sai luôn ha, cánh cụt là sai luôn rồi, không đúng luôn. Để Túc coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi, nếu như lượt chia sẻ mà tăng lên Túc sẽ gửi cho mọi người liền luôn nha. Con gì ta nó cứ bay 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 rồi nó chích em đau quá. Để em coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi, nếu như lượt chia sẻ tăng lên Túc sẽ gửi cho mọi người liền luôn. Cánh gì là không bay được được không ạ? À? Những ai thấy Túc thì tranh thủ comment cho Túc luôn nha, để mình nhận được kính. Hiện tại mới có 74 lượt chia sẻ thôi mà tới 64 bình luận, chứng tỏ mọi người không có chia sẻ livestream mọi người bình luận không à. Không được, giá thế nào ạ? À? Đoàn Minh Thu ơi, hỏi cái nào Đoàn Minh Thu ơi, cái kính trên đầu của Trúc là 400k một cây nha. Nhưng một xíu chơi mini game xong là Trúc sẽ sell kính này sạch sàng luôn đó hả? Rồi, cánh quạt là sai, cánh quạt bay được không ta hả? Rồi, cánh quạt quay được thôi chứ không bay được đúng không? Rồi, mọi người comment cho Túc đi, cánh gì là không bay được mọi người nha. Kính này trên đầu của Trúc đang mang là dành tặng cho nữ, còn nếu như mà nam trúng thưởng thì sẽ tặng cho nam kính này rất là ngầu luôn nha. Kính này đang có giá là 400k một cây, mỗi cây có giá 400k. Cánh cửa là sai, cánh tay là sai, cánh quạt là sai. Còn cánh gì nữa không? Cánh cửa là sai rồi chị Hồng Đào ơi, cánh gà là sai luôn. Cánh gà và cánh gà gì mới được chứ anh ơi. Rồi, mọi người ơi, tranh thủ comment cho em, cánh đồng là sai luôn rồi, tùy duyên ơi, không đúng anh ạ. Tùy duyên là nam hay nữ vậy ta? Rồi, mọi người chia sẻ livestream chưa? Chia sẻ thiệt là mạnh mẽ cho em luôn nha. Sau khi lượt share tăng lên, em gửi cho mọi người đáp án cho mọi người mong mong trúng thưởng luôn.
Cánh gì là không bay được mọi người nha. Vẫn chưa có người có comment đúng kè. Kính này em sẽ để trên đầu nha. Nam trúng thưởng thì sẽ được nhận kính ở trên. Còn nữ trúng thưởng thì sẽ nhận được kính ở dưới. Cho mọi người lựa chọn luôn. Nếu như mà nam thích kính nữ thì vẫn được lấy luôn mọi người nha. Cánh bướm là sai. Cánh đàn bà. Cánh đàn bà là cánh gì? Ông nội Đỗ Tấn. Hello Đỗ Tấn luôn. Em chào anh Đỗ Tấn nghe. Bố đời ơi, cánh cục là sai rồi. Không có đúng luôn bố đời nghe. Ủa sao view chỉ có 190 mà nó không lên được vậy ta? Vì cái gì vậy ta? Rồi, cánh chim chết là sai luôn. Không có đúng luôn. Cánh gì không bay được, gửi cho mọi người đáp án có bao nhiêu từ luôn nha. Nếu như lượt share tăng lên đúng 200 lượt chia sẻ, em sẽ gửi cho mọi người đáp án có bao nhiêu từ để cho mọi người đoán mau mau trúng luôn. Hiện tại thì lượt share bây giờ chỉ mới có 75 lượt chia sẻ thôi, rất là ít mọi người ha. Đây, Kiếp Lan Bạc là chưa có chia sẻ livestream, Lê Thủy chưa có chia sẻ livestream. Hiện tại là 112 lượt chia sẻ, chỉ cần lên 212 lượt chia sẻ thôi, em sẽ gửi cho mọi người liền luôn, ok không ạ? Rồi, mới có 112 lượt chia sẻ luôn nha. Lê Thủy ơi, chưa Lê Thủy em chưa có chia sẻ livestream cho tốt tốt luôn kìa. Lại có cánh đấy, lại có cánh là Diana, có cánh siêu mỏng đó hả ông nội? Hello, em cảm ơn anh Trương Hoàng nha, em chào anh Trương Hoàng luôn. Em đoán đúng thì em lấy chị thôi, không lấy kính. Wow, bố đời lấy chị về, bố đời có nuôi chị nổi không? Chị là chị ăn nhiều, chị uống trà sữa nhiều lắm luôn đó nghe. Rồi, coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. 113 lượt chia sẻ, 113 luôn, chưa có nhiều nha. Khi nào mà nhiều lên rồi, em sẽ gửi cho mọi người liền luôn, ok không ạ? Rồi, cánh cửa là sai luôn, cánh tay là sai. Cô Tết hả? Bình Văn chưa chia sẻ livestream luôn nha. Em cảm ơn anh Minh Hảo nha. Minh Hảo nha. Minh Hảo ơi, Minh Hảo chia sẻ livestream cho em đi. Rồi, lượt share đang dần tăng lên 128 lượt chia sẻ. Nói thấy mẹ luôn mà lượt share chưa có tăng lên gì hết trơn. Mọi người tàn nhẫn với em quá đi. Hello keo sữa silicone, bạn chưa chia sẻ livestream. Cánh gà sân khấu là sai luôn rồi ha. Cánh gà sân khấu là sai luôn bạn nha. Rồi, mọi người tranh thủ comment liền cho em luôn đi ạ. Cánh gì đây mọi người ơi, mọi người comment. Kèm theo đó là mọi người chia sẻ livestream cho top luôn được không ạ? Chia sẻ livestream nha, khi nào lượt share tăng lên em sẽ gửi cho mọi người liền luôn. Rồi để em coi coi, lượt share chưa có tăng lên nha. Cánh tay là sai luôn, cánh gà chiên mắm là sai luôn, cánh cục là sai, cánh cổng là sai, bố đời ơi, cánh vịt là sai. Cánh vịt có bay được mà, con vịt nó bay được đúng không mọi người, hình như con vịt nó bay được mà đúng không? Cánh gì là nó không bay được luôn, cánh này sống mà cánh này chết, nhớ comment cho em nha. Cánh bươm là chưa đúng luôn, cánh cổng chưa đúng luôn. Lê Thủy ơi, em chia sẻ livestream cho chị Túc đi, em chưa chia sẻ nè. Co test là chuẩn chứ, không có chuẩn luôn. Bình Văn ơi, Bình Văn comment nhưng mà Bình Văn chưa có chia sẻ livestream cho nên chứ không có tính nha. Có chia sẻ livestream mới tính được mọi người nha. Rồi, mọi người comment cho chút đi, cánh gì là không bay được, được không ạ? À? Đau, đau, đau hỏng quá à. Cánh đồng là sai, cánh hoa tàn là sai luôn ha. Ê, cánh hoa tàn mà nó cũng bay được nha. Cánh hoa tàn là bay được đó. Rồi, mọi người comment đi ạ. À. Cánh dơi là bay được luôn mà, cánh dơi bay được mà, cánh tay bay hả? Cánh tay bay không được nhưng mà không trùng với đáp án của Túc luôn nha. Cánh gì không bay được, cánh đồng, chưa đúng luôn anh Quốc Thanh ơi, chưa đúng luôn nha. Cánh đồng là sai rồi anh ạ. À. Chia sẻ livestream để được nhận kính nha, hai cái kính trên đầu của Trúc nè, nam mang được, nữ mang được luôn, chọn kính nào cũng được hết trơn, chỉ cần trúng mini game là có thể nhận được kính. Cánh quạt là sai, cánh Diana sai rồi anh Phạm Thành ơi. Em nãy giờ em để ý nha, những ông nội nào mà comment co test với Diana toàn là con trai thôi, cái gì vậy mấy cha nội? Rồi, cánh quạt là sai, cánh cửa là sai rồi. Đồng Lê ơi, anh chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần. Đây đây đây, em sẽ đọc lại cái thể lệ để chơi mini game hợp lệ nha. Đó là người chơi mini game cần phải chia sẻ livestream về trang cá nhân chế độ công khai một lần cho em nè. Chụp màn hình lại cho em liền luôn. Chia sẻ livestream của em vào 10 hội nhóm nha. Sau đó, inbox cho fanpage liền của em luôn mới nhận được kính được nha. Mẫu kính này nếu như mà nữ trúng thưởng thì sẽ được chọn một trong hai mẫu kính này. Còn nam trúng thưởng cũng được chọn một trong hai mẫu kính luôn. Đó, em để trên đầu như vậy cho mọi người coi để mọi người lấy tinh thần, mọi người comment nha. Cánh gì đây? Cánh gãy là sai, cánh bướm là sai, vậy cánh gì chưa có luôn anh Minh Nhật Nguyễn ơi. Cánh bạc là sai, cánh cổng là sai, cánh phai là cánh gì nè, comment cho em nha. Bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách chia sẻ livestream và em sẽ cho hướng dẫn mọi người cách chia sẻ livestream để mọi người chia sẻ livestream thiệt là mạnh mẽ để em còn giới thiệu cho mọi người nữa. Đây mọi người nhìn nha, trong cái màn hình livestream của em mọi người nhắc vào chữ chia sẻ, chọn chia sẻ hội nhóm cho em nha thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều hội nhóm luôn. Đây mọi người nhìn nha. Đó, nó hiện ra rất là nhiều hội nhóm, mọi người thấy cái nhóm ở đây không? Click hết vào những cái chữ chia sẻ ở đây cho em nha. Rồi, có mấy từ vậy, ok, để xíu chút sẽ gửi có mấy từ liền. Bấm hết vào những cái ô chia sẻ ở đây cho em luôn được không ạ? Sau đó thì bấm chữ chia sẻ, chọn viết bài. Nhớ chỉnh ngay chỗ này là chế độ công khai nha. Chỉnh hình trái đất chế độ công khai. Rồi, bấm chữ xong ở trên đây và bấm chữ đăng ở trên đây là ok. Được chưa ạ? Rồi, tranh thủ chia sẻ nha. Bây giờ thì tôi sẽ lên một cái kính thiệt là cao cấp cho mọi người. Đó là dòng kính này đây. Đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt trần luôn nha. Gợi ý đáp án có 3 từ. Đáp án có 3 từ, mọi người ơi, mọi người comment cho tôi biết đáp án có 3 từ luôn nha. Đây, mọi người nhìn nha. Ôi, đau lòng quá, có điện thoại hoài luôn á mọi người.
Ăn rồi bị góc điện thoại miết thôi. Rồi, mọi người comment cho em liền luôn nha. Cánh gì là không bay được? Bây giờ tôi sẽ lên cái mẫu kính này rất là đẹp luôn. Thì đây là một dòng kính VIP bên Túc luôn mọi người ha. Đây là dòng kính VIP bên Túc và Túc sẽ tặng cho người nào có chia sẻ livestream nhiều nhất. Chơi game chưa chị Túc? Chị chơi game rồi Thanh Tâm ơi. Rồi, mọi người nhìn nha. Mẫu kính này Túc đang lên cho mọi người đó là hiệu Monlanh rất là đẹp luôn mọi người nhìn đây. Đây để Túc lên cho mọi người coi. Rất là sang chảnh luôn thấy không ạ? Có logo Monlanh ở đây luôn nha. Đó, cái viền của Monlanh rất là sang, rất là sáng luôn ha. Có logo Monlanh. Thì cái kính này giá của nó là 900k một cây được không ạ? 900k một cây trồng Polaroid rơi rớt không vỡ không bể, Túc mang lên cho mọi người coi nha. Rất là sang luôn, mẫu này tới 450 một cây lần đó, hay là tới 900k một cây lần đó. Rồi, bây giờ những ai thích cái kính này thì mình comment lên cho em chữ thích được không ạ? Và kèm theo đó là nhớ chia sẻ livestream luôn nha. Kính trên trán chị giá bao nhiêu Thánh Na ơi? À Na ơi, kính trên trán chị hồi nãy là kính nào em ơi? Là kính này đúng không? Kính này giá là 400k một cây nha. Nhưng bây giờ chị chuẩn bị sale mẫu kính này rồi, em nhớ ngồi trong livestream để canh sale nha, Na Na nha. Rồi, mẫu kính này Túc đang mang cho mọi người coi, mã của nó là kính trong kính Monlanh là máy ta 270. Nhưng mà cái kính này nè, Túc còn 3 cây thôi, một cây tặng còn 2 cây nữa là để mua bán nha, 2 cây nữa là bán, còn cây này là tặng 900k một cây. Rồi, làm sao để nhận được cái kính mà Túc đang mang thì bây giờ mọi người cùng làm theo Túc là chia sẻ livestream vào các hội nhóm. Trong vòng 3 phút Túc sẽ bấm giờ. Trong vòng 3 phút người nào chia sẻ livestream của Chúc vào hội nhóm nhiều nhất thì Túc sẽ tặng cho người đó chiếc kính Monlanh Chúc đang mang này luôn ha. Đây, cái hộp của nó rất là sang chảnh luôn mọi người nha. Cái hộp của nó như là cái hộp quà vậy đó, sang chảnh cực kỳ. Kính Monlanh được không ạ? Siêu sang chảnh luôn nha. Giá của nó là 900k một cây, rất là đẹp luôn. Đây là dòng kính Monlanh nha, có hộp đầy đủ cho mọi người. Rồi, bây giờ chuẩn bị chưa ạ? Chuẩn bị chưa nha? Đây, em đem cho mọi người coi nha. Mẫu kính này nha. Từ lấy kính này đi. Ok, từ để em lấy kính này nha. Rồi, thôi kính này cũng được rồi. Rồi, mọi người chia sẻ livestream cùng với Túc luôn nha. Bài Túc bây giờ thì Túc sẽ hướng dẫn mọi người cách chia sẻ livestream một lần nữa nha. Đó là mọi người click vào cái ô chia sẻ ở dưới màn hình livestream, nhấp vào chữ chia sẻ cho em, chọn chia sẻ hội nhóm. Nó hiện ra rất là nhiều hội nhóm cho mọi người luôn, từ từ nha. Hiện ra quá trời hội nhóm, click hết vào những cái ô màu xanh để chia sẻ hội nhóm cho em được không ạ? Có bao nhiêu ô click hết bấy nhiêu ô, càng click nhiều cơ hội trúng càng cao. Bấm chữ chia sẻ, chọn viết bài, chỉnh chế độ hình công khai, bấm chữ đăng ở đây cho em là được. Rồi, trong vòng chỉ 3 phút thôi mình sẽ công bố kết quả liền luôn, ai là người nhận được cái kính này luôn nha. 900k một cây là hàng cao cấp bên Túc, có hộp đầy đủ. 3 phút bắt đầu. Rồi, 3 phút bắt đầu cho mọi người chia sẻ livestream luôn đi ạ. Chơi đi, giới thiệu sản phẩm sau bố đời ơi, đang nói cái này đang giới thiệu cái kính tặng đó ông nội. Rồi, canh cánh bàn là sai luôn, cánh đồng là sai luôn ha. Thôi anh chịu thua không cần nữa đâu, thương ghê chưa. Cánh Diana là sai, anh nhận quà nhé. Ok, chưa có nhận quà gì nè, cánh bị gãy là sai, kính đó có bán không? Vương Lịch ơi, cái kính này em còn duy nhất 2 cây thôi, cho nên anh lấy thì anh nhớ một xíu nữa anh comment nhanh nhanh nha. Còn 2 cây thôi, không có còn nhiều. Rồi, mọi người ơi, thời gian chia sẻ livestream cho mọi người chỉ còn có 2 phút 30 giây thôi. Sau khi 2 phút 30 giây này xong, em sẽ sale mẫu kính trên đầu của em luôn nha. Kèm theo đó là sẽ cho hệ thống kiểm tra xem bạn nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất. Hello Túc Túc, em chào anh ạ. Hello Túc Túc luôn nha. Hello anh Tuấn Đặng, Túc chào Tuấn Đặng luôn. Lâu quá rồi mới gặp Túc Túc luôn đó hả? Tránh đồng hoàng chuẩn không? Chưa chuẩn luôn anh Cao Phong ơi, không đúng. Cánh cung tên là cánh gì mà không hiểu, cánh đà điểu là sai luôn nha. Cánh gì mà không bay được mọi người ơi, chia sẻ livestream. Một người chơi mini game cần phải chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai một lần, chia sẻ vào 10 hội nhóm trang chụp màn hình lại liền luôn. Còn ai muốn nhận cái kính trên đầu của em là dòng Monlanh 900k một cây thì mọi người hãy chia sẻ livestream thật nhiều vào các hội nhóm trong vòng 3 phút này nha. Anh lấy anh thôi chứ không bao giờ lấy kính luôn đó hả? Biết anh không có tốt giả hết lên Tuấn Đặng, Tuấn nhớ anh Tuấn Đặng nè. Rồi để coi thời gian chỉ còn 1 phút 47 giây nữa thôi. Em kiểm tra xem bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nha. Lượt chia sẻ trên 1000 em công bố đáp án liền cho mọi người comment luôn. Ok không ạ? Rồi để em coi lượt chia sẻ là bao nhiêu nha. Đợi xíu. Lượt chia sẻ hiện tại là 283 lượt chia sẻ luôn rồi. Đáp án cuối cùng là cánh cổng sai rồi, cánh cục mà cũng không biết. Sai rồi Lê Bình Đang ơi, cánh cục là sai mất tiêu. Hello Nguyễn Việt Trung của Túc Túc nè. Hello Vương Lịch, em chào Vương Lịch luôn nha. Hello Túc Túc hả? Cảm ơn anh Thành Nhẫn ngang. Hello Tùy Duyên, hello Tú Ngô, chim cánh cục, đồng hoàng là sai. Cánh mày là sai luôn rồi. À, cánh gì ạ? Cánh gì? Cánh cửa tủ là sai luôn rồi nha. Rồi, mọi người ơi, thời gian cho mọi người còn 1 phút thôi. Sau khi 1 phút này kết thúc, Túc sẽ sale mẫu kính trên đầu của Túc cho mọi người luôn. Và chỉ có 2 cây thôi, cho nên những ai comment thì comment lẹ lên nha. Cánh tay thì bay làm sao được? Dạ, nhưng mà đáp án nó không trùng với tờ giấy của em. Cánh gà chiên là sai, Tân Phạm chịu thua rồi hả? Dễ thương quá. Rồi, bây giờ mọi người ơi, cái kính trên đầu của Trúc nha, có mã là 270. Cái hộp của nó là như vậy, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Cái kính này trồng Polaroid rơi rớt không vỡ không bể. Kính này là dòng cao cấp bên em. Đây, em quay qua bên hông cho mọi người coi nha. Rất là đẹp luôn, thấy chưa ạ? Trên con ve kính cũng có logo của Monlanh, hai cái logo Monlanh ở đây.
Khứa 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 như thế này rất là sang chảnh luôn nha. Giá của nó là 450 một cây, 900k, sale còn 450. Ai comment nhanh nhất em bán cây này cho người đó. Hai cây duy nhất thôi. Comment cho top là 270 kèm theo số điện thoại trong lúc đang chơi mini game này nha. Có hai cái thôi cho nên mọi người comment sau là hết kính. Rồi, 270 anh Vương Lịch ơi, anh lấy cái này thì anh comment cho top là 270 kèm theo số điện thoại lẹ lên. Cảm ơn Dũng Phan nha, để em uống nước cái nè. Cánh ghê mà bay không được, đúng rồi. Rồi, cái kính trên đầu của em là 270 kèm theo số điện thoại nha, 450 một cây. Rồi, Vương Lịch ơi, có lấy thì comment cho em là 270. Ok, Thơm Nguyễn lấy 270 cho số điện thoại luôn ạ. Mọi người nhìn nha, hết giờ rồi, em sẽ cho hệ thống kiểm tra xem bạn nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất liền luôn ha. Ok, đợi em xíu nha, xin nick coi nè, xin nick chia sẻ coi để cho hệ thống kiểm tra. Ok nha. Rồi, mọi người ơi, bây giờ cái kính em đang mang trên đầu em nha là 270, 450 một cây. Bảo hành cho mọi người 3 tháng khi mua hàng, được quyền kiểm tra hàng, ok hết mới lấy. Không ok thì thôi, kính này chống trời, chống rơi vỡ cho mọi người luôn. Chống rơi vỡ luôn nha. Ok, Tâm Hằng 270 rồi, em chốt cho Tâm Hằng một cây. Còn ai lấy 270 nữa chị Thơm ơi, chị Thơm không lấy là hết kính nha. Em chốt cho Tâm Hằng một cây rồi nè. Còn ai lấy thì tranh thủ lấy chứ không là hết kính đó mọi người ơi. Vì cái kính này số lượng có hạn, em còn duy nhất có hai cây thôi. Chốt cho Tâm Hằng một cây luôn nha. Rồi, có hộp có khăn đầy đủ cho mọi người luôn. 270 cho Tâm Hằng một cây. Rồi, cánh gì mà không có bay được mọi người ơi, Tâm Hằng một cây 270, 450 một cây. Phí ship 30k ngoại thành, nội thành 20k anh nha. Rồi, cánh gì mà bay không được mà không bay hả? Cái gì cho nợ cánh hoa dầu là sai luôn rồi ạ. Rồi, mọi người ơi, mọi người chuẩn bị nhìn em nha. Em sẽ lên cho mọi người một mẫu kính này đây trong lúc chờ đợi người trúng thưởng mini game. Thì em sẽ lên cho mọi người một mẫu kính này rất là đẹp luôn ha. Đó là mẫu kính này trên mặt của em nè mọi người nhìn nha. Trồng của nó là trồng màu vàng như vậy, viền của nó là viền vàng kim, trồng màu trà ha. Ở đây có con cá sấu Lacoste được khắc trên đây luôn nha. Hello bé Chi Ringo, chị Trúc thấy em rồi nè. Rồi, mọi người nhìn nha, ở đây nè, nó có khắc chữ Lacoste cho mọi người bằng ti laser luôn. Ở đây có con cá sấu được đính trên đây nha. Rồi, Tâm Thanh Liêm ok 270 rồi. Mã 270 em hết rồi, em không còn nữa nha. Chốt cho anh Trần Thanh Liêm một cây luôn. Mọi người nhìn nha, kính nào em răng hạnh ơi, em hết kính rồi. Còn kính này em đang lên cho anh coi nè, răng hạnh ơi. Có chữ Lacoste trên đây cho mọi người. Mã kính này là L35 kèm theo số điện thoại liền cho em nha. Kính này chống tiêu UV chuẩn 400, giá kính là 400k một cây. Đi ngày đi đêm được luôn. Chốt cho Trần Thanh Liêm một cây 270. Còn cái kính anh đang mang là L35. L35 share cho mọi người từ 400k còn 149k cho ai cần minh nhanh nhất cho em luôn. L35 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn. Dòng này như nào em? Dạ, dòng này là mình đi ngày đi đêm được luôn anh ơi. Kính này có dòng hiệu của nó là Lacoste anh nha. Từ từ em chốt cho anh Trần Thanh Liêm cái đi chứ không hỏi quên. Trần Thanh Liêm ok nha. 450 một cây. Chị Thơm ơi, hết kính rồi chị Thơm nha. Không có kính cho chị luôn, mất tiêu rồi. Hello Lý Vân Vân. Hello cô ba hả? Chào Lý Vân Vân luôn. Rồi thì cái kính này trồng của nó là trồng thủy tinh hữu cơ, không phải là trồng nhựa hay là trồng PK mọi người nha. Còn viền của nó nè, được làm bằng viền titan, không bong, không tróc, không xét và không gỉ. Cái viền của nó là sáng bóng như vậy luôn đi, trồng mù mắt cứ đi luôn đó hả. Rồi trên đây cái viền của nó có chữ Lacoste được khắc ở đây cho mọi người luôn. Đằng sau có bọc một lớp kim, một lớp nhựa cho mọi người không phải bị đau tay. Chống tiêu UV chuẩn 400. Mã kính này L35, nam mang được, nữ mang được. Màu này là màu trà nha. Em còn có một cây nữa là màu khói. Ai lấy mẫu này mọi người tranh thủ comment liền cho em luôn là L35 kèm theo số điện thoại liền nha. Có màu khói cho mọi người nữa nè. Đây L35 màu vàng nha, còn L35 màu khói nè. Cánh chim rẫy là sai rồi em ơi, L35 màu khói rồi. 149.000 một cây. Hello Hạnh Mai luôn nha. Em bắt đầu chốt mọi người nha, chốt cho Hằng Binh Bông một cây này nữa. Ok, L35 cho Hằng Binh Bông. 149.000 một cây, giá gốc 400k, sale 149.000. Duy nhất 5 cây thôi, chỉ có 5 cây thôi, màu vàng với lại màu nâu, hay là màu đen nha. Đi ngày cũng được, đi đêm cũng được luôn. Em chốt cho siêu nhân chuột một cây luôn. Ok, siêu nhân chuột luôn nha, cái tên dễ thương quá vậy. 149.000 một cây thôi. Rồi, em đang bán hàng bố đời ơi, khi nào có lượt, khi nào mà mọi người mà comment đúng chút chút sẽ ghim lại liền cho mọi người luôn nha. Cái ở dưới bao nhiêu vậy? Dạ Hùng Lê ơi, cái ở dưới em đang mang là 149.000 một cây. Có hộp, có khăn đầy đủ cho anh luôn. Khi anh mua hàng, anh sẽ được kiểm tra hàng, anh ưng ý rồi anh mới trả tiền, còn không ưng ý thì thôi, không cần phải lấy kính anh nha. Em chốt cho gốm xưa một cây luôn nè. Gốm xưa một cây L35, cây này em chỉ sell đúng 5 cây duy nhất thôi nha. Gốm xưa L35 cho gốm xưa luôn nha. Rồi, ai lấy nữa comment liền cho em luôn gốm xưa một cây. ai lấy nữa đây ạ? Ai lấy cánh Diana là sai rồi, không đúng luôn nha. L35 kèm theo số điện thoại liền, chốt cho Sơn Trình một cây L35. Ok, Sơn Trình luôn, L35 cho Sơn Trình một cây nha. Rồi, ai lấy nữa thì tranh thủ comment liền cho em. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người coi một cái kính nữa nha. Cánh mày râu là sai luôn rồi anh ơi, cánh mày râu không bay được hả?
Rồi, mọi người nhìn nha, em sẽ lên cho mọi người coi một cái kính hàng cao cấp bên em luôn. Thì giá của nó là hàng cao cấp cho nên giá hơi đắt một xíu. Chốt cho Dung Phan L35 luôn nha. Cái kính em đang mang là hàng cao cấp bên em mọi người nha. Chốt cho Dung Phan một cây L35 149.000 một cây. Rồi, mã kính này em đang mang mọi người ơi, có mã là 10019. Cái cây 0019 này mọi người nhìn nha, trồng của nó là trồng Boleroi, rơi rớt không vỡ không bể, trên đây có khắc cái chữ logo Armani cho mọi người luôn. Mọi người nhìn nha, siêu sang chảnh luôn, thấy không ạ? À? Thì cái cây 0019 này có giá là 900k một cây, có khắc logo Armani ở dưới đây nha. Có đường viền như vậy rất là đẹp luôn và cực kỳ tinh tế, dành cho nam, chỉ dành cho nam thôi. Chán phản quang màu xanh ở đây cho mọi người. Cái này xài em chỉ nói là chán rồi mới bỏ thôi chứ không thể nào hư được, chống tia UV chuẩn 400. Ngoài ra nó còn có thể là chống tia phân cực cho mọi người nữa. 0019 một dòng siêu ngầu mà em đang mang cho mọi người luôn nè, dành cho các anh nam nha. Những anh nam nào mình không thích quá nổi bật, mình chỉ thích giá, mình chỉ thích là ngầu ngầu, manly, nam tính thì mình chọn cái mẫu này, trồng màu đen, viền màu bạc được không ạ? À? Rồi, mọi người comment nha, cánh gì là không bay được nè. Chúng ta em chốt L35 rồi. Còn cái này mã của nó là 0019, trồng màu đen, viền màu bạc, cực kỳ sang, cực kỳ ngầu. Gọn của nó là như vậy mọi người nha. Đằng sau bên trong nè có logo của Armani cho mọi người luôn, sang chảnh tuyệt vời. Rồi cho mọi người coi tổng thể cái kính luôn ha. Thì cái ánh cái chống phản quang này nè, nó sẽ chống được là ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, TV và laptop cho mọi người luôn. Rồi, mã là 0019 nha, 450 một cây, có hộp Armani cho mọi người đầy đủ luôn. Đây, em để cái hộp Armani cho mọi người coi nha, có khăn chiếu trong đây đầy đủ hết trơn. Giá của nó là 450 một cây. Khi mọi người mua hàng, mọi người sẽ được kiểm tra hàng ưng ý rồi mới trả tiền và thanh toán luôn. Anh mua em ha, mua em luôn đi Nguyễn Khải ơi, cho em khỏi bán kính nữa coi. Hello Vương Ken, hello Ngọc Huỳnh, cánh dù là sai luôn rồi ca. Calabu ơi, cánh hoa tàn là sai luôn nha, cánh kính là sai luôn rồi. Rồi, thích qua mẫu cho mọi người nha, mẫu này là Armani nè. Rồi, bây giờ mọi người thích lên dòng cao cấp hay là thích lên dòng tá tầm trung thì mọi người comment liền cho em luôn nha. Bây giờ em lên tiếp cho mọi người coi cái mẫu này, hello tan vỡ hạnh phúc luôn, hello lung lê của chị Túc luôn. Rồi, mọi người nhìn nha, đây là dòng kính cu xì mà Túc Túc chuẩn bị lên cho mọi người. Đây, mọi người thích kính giá tầm trung nhớ comment lên nha. Rồi, cánh đồng hoa là sai luôn, cánh quạt trần là sai. Trồng này, trồng thủy tinh hữu cơ, không phải trồng nhựa, không phải là trồng meca nha, trồng thủy tinh hữu cơ. Trời đất ơi, cái gì mà về ăn cơm thôi bà xã ơi, anh Cường nói gì thấy ghê vậy cho nội. Nói vậy tôi ế bồ, tôi nói rồi nha, tôi bắt đền hết luôn mấy ông nội trên đây nè. Viền của nó là viền màu vàng kim như vậy, sáng bóng cực kỳ luôn ha. Trồng thủy tinh hữu cơ, trên đây có chữ cu xì cho mọi người luôn. Ở đây có logo cu xì, tháo ra cho em. Bên hông nè, ngay chỗ này nè, nó sẽ có cho mọi người là một cái viền như vậy rất là đẹp luôn. Đây, có viền như vậy. À, hiệu này là hiệu boss mọi người nha. Hiệu kính này là hiệu kính boss, còn cái cu xì mới là cái này nè, em lộn. Em lộn tiệm mọi người ơi. Đây, cái cu xì nó là như vậy mọi người nha. Có chữ cu xì ở đây. Bên hông nè, nó có logo cu xì ở đây cho mọi người. Một đường trải dài ở đây rất là đẹp. Mã kính này dạ em chưa có chồng anh Cao Phong ơi. Em chưa có chồng nè, anh vô kính ủng hộ em đi. Mẫu kính này Túc đang mang cho mọi người là 2025. 2025 giá là 400k một cây, sale vòng 149.000 một cây thôi. 149.000 một cây luôn. Nước ngoài không có ship được chị Thơm Nguyễn ơi. Nước ngoài là chị em chỉ có thể là ship trong Việt Nam thôi. Nếu như chị có người nhà ở Việt Nam thì chị mua đi, em ship qua người nhà rồi người nhà gửi chị nha. Rồi, mọi người ơi, kính này nha, bắp đẹp đi nào hả? Hello anh Lưu Hành Long. Mẫu kính này là 2025, 400k sale còn 149k. Em test tiêu UV cho mọi người coi, chấm tiêu UV chuẩn 400 thấy không ạ? À? Rồi, comment cho Túc liền luôn nha. 2025 kèm theo số điện thoại, nam nữ gì cũng mang được hết trơn á. Rồi, Túc chuẩn bị chốt cho mọi người tranh thủ comment cho em là 2025 kèm theo số điện thoại, cánh bườm là sai luôn nha. Em chốt cho chị anh Nguyễn Nghĩa cái lộn, anh Nguyễn Nghĩa một cây này luôn, 2025 màu vàng cho Nguyễn Nghĩa luôn nha. Để em coi nó còn màu khói nữa mà không biết nó còn ở đây không nữa. Có màu khói cho mọi người luôn. 2025 kèm số điện thoại liền cho em nha. 2025 kèm số điện thoại liền cho em nha. 149.000 một cây. Đây, em có màu đen cho mọi người nữa. 0019 có đi đêm được không? Lê Văn Đàn ơi, cái 0019 hồi nãy là không có đi đêm được anh nha. Kính đó không đi đêm được anh ạ. À. Đâu, kính đó 0019 hồi nãy em vừa buông xuống đâu, em cũng quên mất tiêu rồi. Ủa, 0019 đâu ta? Em để trên đầu hay để đâu ta? Em quên mất tiêu, em để đâu rồi anh ơi. Rồi, 0019 là cái kính hồi nãy em cũng thấy đó. Anh có lấy thì anh comment cho Túc nha. Còn bây giờ Túc lên mẫu khác cho mọi người liền luôn. Mất tiêu cái cây 0019 rồi, đâu có thấy nó nữa đâu. Mất tiêu rồi. Rồi, mẫu kính này là 2025 kèm theo số điện thoại luôn nha. Giá là Thiện Văn ơi, cái này em đang mang là 149.000 một cây. Ai lấy mọi người comment liền cho em. Lê Văn Đàn ơi, có lấy 0019 thì comment cho em luôn nha.
Lộ rồi kìa hả? Thấy không? Mọi người thấy không ạ? Rồi, cánh đồng hoa là sai luôn nha. Mọi người comment liền cho Túc luôn nha. Đây, mẫu kính này là 2025 mọi người ha. 2025 kèm theo số điện thoại liền cho Túc luôn. 149.000 một cây nha. Em chốt cho chị Nguyệt Lan một cây này luôn. 2025 một cây cho Nguyệt Lan luôn nè. 149.000 thôi, siêu rẻ luôn nha. Nguyệt Lan 2025. Rồi, màu đen cho Nguyệt Lan luôn. Em chốt cho Nguyễn Nguyễn Nguyên một cây luôn nha. Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên 2025 một cây luôn. Ok, Nguyên Nguyên màu vàng đúng không ạ? À? Rồi, hello anh Phạm Đông luôn nha. Em ơi, anh say nắng vì em hả? Anh say nắng vì em luôn đó hả? Vậy thì mua kính của em đi. Rồi, bây giờ thì em sẽ lên một cái dòng kính là chuyên cao cấp cho mọi người luôn nha. Đây, kính này em chuẩn bị lên là hàng cao cấp cho mọi người. Không biết mọi người có thích không nha, chứ em nhìn là em mê lắm. Cái kính này dành cho những anh nam thôi, kính này không dành cho nữ vì nó rất là ngầu. Mình chỉ có thể dùng cho nam được thôi. Trong này là trong hình chữ nhật hình vuông như vậy ha. Mọi người nhìn nha, trời đất ơi, bên trong của nó nè. Màu bạc sáng chói cực kỳ, có logo Admin này ở đây cho mọi người. Từ đây xuống đây sẽ có bọc mộp lớp nhựa cho mọi người để không có bị đau tai đó. Bên trong thì có chắn phản quang cho mọi người luôn. Thì lớp phản quang này sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi và laptop. Mọi người nhìn nha, bên hông con ve có logo Admani cho mọi người luôn. Rất là đẹp, em mang vô cho mọi người coi cái mẫu kính này. Thì cái kính Admani này cũng có hộp như vậy luôn nha. Mã của nó là 1804 màu bạc mọi người nha. 1804 màu bạc nè. Cánh nhiều vàng là sai rồi, không đúng luôn Tùy Duyên ơi. Rồi, 1804 màu bạc mọi người nha. Mọi người comment cho chốt kịp theo đó là số điện thoại nữa thì tôi mới chốt được. 900k sale còn 450 thôi. Ai lấy tranh thủ comment liền nha. Cái kính này em còn 2 cây duy nhất thôi. 2 cây 1804 này thôi. Trồng này là trồng bolero rồi. Gì? Ai chết mẹ, chết mẹ, 350 quên 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 quên. Xin lỗi mọi người, 350 mọi người nha, em bị lộn. Mẫu kính này 350 nha, tôi tóc lộn rồi mọi người ơi. Kính này 700 sale còn 350. Trồng này nè, trên đây nè, nó sẽ có khắc cái chữ Admani cho mọi người nha. Mọi người nhìn trên đây thấy không? Có cái hàng chữ Admani trong đây cho mọi người. Rồi, trồng này chống tia phân cực nè, chống tia UV chuẩn 400. Những anh nam nào mà cái mặt của anh, em ở đâu? Dạ Phạm Đông ơi, em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 anh nha, ở Sài Gòn. Nhưng mà em giao hàng sẽ giao hàng toàn quốc cho mọi người luôn. Và mọi người sẽ được kiểm tra kính và coi hàng, coi ok thì mới lấy nha. Mê để lại xài từ từ gì vậy? Em bán chiều không vậy hả? Mê đâu có, trời đất ơi, nhiều nhiều kính lắm, em muốn thích kính nào là em lấy rồi. Anh Tàu Minh Nhật ơi, sao anh nói chuyện vô duyên quá vậy cha nội. Rồi, mẫu kính này mọi người nha, ai lấy thì mọi người comment liền cho em luôn nha. Không lẽ em mê mẫu này em để dành cho ba má em ăn hay gì, không bán hay sao vậy? Anh nói chuyện vô duyên quá à. Không biết anh có đẹp trai không mà còn nói chuyện vô duyên gì nữa, chắc ế vợ luôn quá à. Rồi, cánh quạt là sai luôn nha. Mẫu kính này mọi người ơi, mã của nó là 1804, 350 một cây. Ai lấy thì mọi người comment liền cho em luôn nha. Rất là đẹp luôn đó. Cánh khán đài là sai luôn rồi, cánh quạt là sai luôn. Đây rất là sang chảnh luôn nha. Có một màu duy nhất thôi là màu bạc. Rồi, tôi tóc qua mẫu liền luôn. Ở đây có ai thích kính nữ không? Nếu như mọi người thích kính nữ thì mọi người comment lên đi, tôi sẽ lên kính nữ cho mọi người coi liền nha. Còn bây giờ thì tôi lên cái mẫu khác cho mọi người coi đi. Đây lên cái kính nào bây giờ? À cái kính nam mà giá tầm trung thôi. Lần đầu tiên thấy chúng tóc giận luôn đó hả? Ờ cái thằng đó là phải tán cho nó một bạc tai, thứ gì mà vô duyên giả man luôn á. Chị cảm ơn Đại Phong luôn nha. Rồi, hello mọi người đang trong livestream của Túc Túc luôn nha. Đây, Túc qua mẫu liền cho mọi người luôn nha. Chị ơi, dễ thương quá chị hả? Cảm ơn em nha. Rồi, mọi người nhìn nha. Kính dưới không có bán đâu ông nội ơi. Kính này kính dưới chị để trưng bày thôi, bán kính trên thôi nha. Cánh cục là sai luôn rồi. Mọi người nhìn nha, cái kính này trồng của nó là trồng màu xanh như vậy. Thấy không ạ? Trồng màu xanh nha. Rồi, ở trên đây có khắc chữ cu xì cho mọi người. Cái gọng của nó nè, ở đây là cái gọng nhựa mà nhựa nhám rất là đẹp luôn. Nam mang được, nữ mang được nha. Ở đây có gọng kim loại cho mọi người, trên đây toàn bộ đều bằng nhựa. Có cái trồng của nó là trồng thủy tinh hữu cơ thôi. Hello anh Đích Tấn của Tấn Luân nè. Rồi, mẫu kính này mọi người nhìn nha. Mã của nó là mã gì ta? Em cũng quên mất tiêu cái mã rồi. 0015 400k một cây, sale còn 180 một cây, 0015. Ai lấy kính này mọi người comment cho em là 0015 kèm theo số điện thoại nha. Ở đây có ai là nữ không? Để em lên kính nữ cho mọi người coi luôn nè. Còn anh nam mình thích kính này thì mình comment cho em là 0015 nha. 180 một cây, cái trồng màu xanh này mọi người có thể là đi đêm được luôn. Đây, tôi sẽ test cho mọi người coi. 0015 chống tiêu về chuẩn 400. Ship hàng, em sẽ ship hàng toàn quốc cho mọi người luôn. Ở đâu tôi cũng ship được hết trơn á. Ngoại thành hay nội thành ship cũng được hết. Thì phí ngoại thành là 30k, nội thành là 20k nha. Hôm nay xin quá em, cảm ơn anh Đức Tấn nha. Có đây, hello Trần Hằng luôn nha. Kính gương là sai luôn rồi. Mẫu kính này tấm đang mang nè. Có anh là nữ này, anh Cường này, chồng em hoài hờ. Rồi, mẫu kính này là 0015, rất là sang chảnh luôn, rất là ngầu. Mang vô y chang xã hội đen, mọi người thấy chưa? 180 thôi, rất là rẻ luôn. Ai lấy comment liền cho em nha. Cánh gương là sai rồi, Mikio gì đó ơi, sai rồi nha.
Rồi, mẫu kính này có chữ Gucci bên hông như vậy cho mọi người luôn. Ai lấy comment liền cho em nha. Mã của nó là 0015. Bây giờ em sẽ lên kính thử cho mọi người coi liền luôn. Thì mẫu kính thử tiếp theo mà top lên cho mọi người sẽ là form kính hình nơ. Đây, cái form kính này có cái form là hình chiếc nơ như vậy và nó cong như vậy, nó ôm sát mặt mọi người luôn nha. Còn kính nam nào khác không chị, còn luôn Diễm Huỳnh nha. Đang ở còn kính nam khác luôn nha. Rồi mọi người nhìn nè, cái viền của nó rất là đẹp luôn. Thì đây có chữ Chanel cho mọi người. Ở đây nha, cái hoa văn họa tiết của nó khắc rất là tinh tế. Trồng kính này là trồng kính thủy tinh hữu cơ, có chữ Chanel trên đây cho mọi người, được khắc tia laser luôn. Mua kính đỏ có bán không? Kính đỏ là không có bán bao nhiêu. Tú Ngô ơi, cái kính anh đang mang 400k sale 108 có hộp đầy đủ luôn nha. Tú Ngô có lấy cái này thì Tú Ngô comment liền cho em luôn ạ. Rồi, hồi nãy giờ có mở máy lạnh ta. Mẫu kính này có Túc đang mang cho mọi người, giá của nó là 181 cây mọi người nha. Mọi người comment cho Túc cái mã luôn đi ạ. Mã kính này Túc còn 2 cây duy nhất thôi. 5325, 5325 Tú Ngô ơi, lấy comment liền cho em nha. Rồi, 5325, 181 cây, chống tiêu V chuẩn 400. Rộng của nó là rộng nhựa mọi người nha. Còn rộng là rộng thủy tinh hữu cơ, chống tiêu V chuẩn 400. Đây, Túc sẽ mở lên đây cho mọi người coi luôn ha. Nè, nó trong veo như vậy nè, cho nên mình đi ngày đi đêm được luôn, bao vivu, đi tới 2-3 giờ đêm cũng được vivu luôn nha. Mã của nó là 5325, 5325 giá của nó là 181 cây. Ai lấy mọi người tranh thủ comment cho tốt luôn, 400k đặt không? 400k đắt không là sao em không hiểu luôn nè. Em đang xe chỉ còn có 180 thôi anh ơi. Rồi, em lên kính nam liền luôn. Cái mẫu này em để trên đây cho mọi người coi nha. Ủa, ai mới gọi em vậy ta? Mẫu kính này em để trên đầu cho mọi người coi. Rồi bây giờ em lên tiếp tục kính nam cho mọi người coi luôn nha. Ủa ai gọi em ta? Rồi mọi người ơi, em sẽ lên dòng kính nam cho mọi người coi luôn nha. Đó là cái kính nam mà nó ngầu ngầu. Ok, 5325 cho Trần Hằng, cho chút xin số điện thoại luôn đi nha. Có hai cây duy nhất thôi. Còn mẫu kính này hiệu của nó là hiệu Lacoste, có con cá sấu Lacoste màu vàng trên đây. Nửa viền ở dưới, nửa cái tròng ở dưới không có viền, nửa tròng ở trên nó có viền trên đây nha. Bên hông càng kính nè, nó sẽ có cái chữ là có cái logo hình con cá sấu cho mọi người. Rồi mọi người nhìn nha, 400k là quá đắt. Ông nội Tú Ngô, 400k em sale còn 180 kìa anh ơi. Rồi, Trần Hằng ơi, cho Túc xin số điện thoại để chút chốt cho chị luôn nha. Mọi người nhìn nha, tay này bị dính mật đó, do bút em ghi á, cho nên tay nó bị dính mật đó Minh Hiếu ơi. Rồi, cái gọng của nó như vậy, rất là sang và sáng luôn ha. Màu đen như vậy, em mang cho mọi người coi luôn nha. Hôm nay em bị dị ứng hay sao á, mà khó chịu quá. Rồi, kính này Túc đang lên cho mọi người có mã là 8301. Cái cây 8301 này Túc còn có cho mọi người là màu xanh nữa nha. 8301 còn có cho mọi người màu xanh. Nếu như mọi người chọn màu đen thì là viền đen luôn. Còn nếu như là mọi người chọn màu xanh thì cái viền của nó sẽ là màu vàng. Đây, cái kính màu xanh như thế này nha, viền của nó là màu vàng. Trần Hằng ơi, có lấy kính trên đầu của Trúc 180 thì comment cho Trúc số điện thoại để Trúc chốt hàng cho Trần Hằng luôn nha. Rồi, cánh cửa sổ hả? Chưa đúng luôn anh ơi. Áo đỏ ốp lưng điện thoại của mình đang mê vòng bóng ghê hả? Đâu có anh ơi, tại hôm nay mang áo đỏ thôi, còn điện thoại đỏ bữa giờ rồi mà. Kính này 8301, giá của nó là 181 cây. Hàng này hàng bên em là giá tầm trung cho mọi người dễ mua nha. Mọi người ơi, mọi người thích lên kính cao cấp hay lên kính giá tầm trung, mọi người comment cho em đi để em lên kính cho mọi người coi luôn ha. Rồi, bây giờ mã kính này là 5325. 5325 rất là dễ thương luôn, dành cho nữ, ai lấy comment liền cho Túc. Bây giờ cứ xen kẽ một nam là một nữ nha. Bây giờ em lên cái kính này cho mọi người là kính Ray-Ban, trồng này là trồng bolero, chống trời chống bể cho mọi người luôn. Ray-Ban nha, viền của nó là viền màu bạc, bên hông của nó trơn tru như vậy, rất là đẹp, rất là đơn giản luôn. Kính bự quá hả? Hello Khánh Hoàng, Túc chào Khánh Hoàng luôn. Mẫu kính này Túc đang lên cho mọi người có mã là 443. Đây là cái trồng hình tròn như vậy mọi người nha, không quá là to. Nói lại giá cho mình. Dạ, 180 Trần Hằng ơi, cái đó giá gốc trên shop tới 400.000 lận. Hôm nay trên livestream này em xe chỉ còn 180 thôi. Chị lấy chị cho em xin số điện thoại, em giao hàng tận nơi cho chị luôn. Phí ship ngoại thành là 30k, nội thành là 20k mọi người nha. Còn cái kính Túc đang mang mã của nó là 443, giá của nó là 100, à lục, giá của nó là cái này 500k, sale còn 250. Kính này 250 một cây nha, do nó là trồng boleroi. Lát về nấu ăn cơm anh nấu rồi nhé. Ước gì anh có thể nấu cho em ăn được luôn đó anh Cường ơi, cánh buồm là sai luôn rồi. À, sách tư vấn mình chọn mắt kính nào phù hợp với người sử dụng máy tính, với cái mẫu mà sử dụng cho người máy tính em vừa hết mất tiêu rồi Thảo Vi ơi, vừa hết mất tiêu luôn rồi. Còn mẫu kính này Túc đang mang nha. Rồi ok ok Trần Hằng nha, em chốt cho Trần Hằng một cái cây là 5325 luôn nha, giá
Giá của cây 5325 này 181 cây. Ok chị Trần Hằng. Rồi, còn mẫu kính này 443 ai lấy thì comment cho em, chồng của nó là chồng màu xanh mọi người ha. Rất là đẹp, rất là ngầu luôn, màu xanh đi đêm được nha. Chắc cho Trần Hằng một cây 5325 luôn nè, 181 cây thôi. Rồi, cánh ngôi sao là sai luôn rồi anh ơi, không có đúng nha. Em qua mẫu cho mọi người coi liền luôn ha. Bây giờ mọi người thích kính màu gì? Mẫu như thế nào mọi người comment liền cho em. À, em lấy cái mẫu này ra cho mọi người coi nha. Ê Long, cái mẫu 2501 màu đen đâu rồi Long? Rồi, mẫu kính này em sẽ lên cho mọi người coi nè. Trời đất ơi, hôm nay cái mẫu kính màu nâu này em xem một phát là sập sàn luôn đó. Mẫu kính này đi ngày đi đêm được luôn, có hình tam giác ở đây cho mọi người, rất là đẹp luôn ha. Trồng tỷ tinh hữu cơ, viền là viền nhựa mọi người nha. Hôm nay cái mẫu này sẽ sập sàn xem mà giá bất ngờ luôn, 99.000 thôi, 99.000 nha. Cảm ơn anh Thanh Long Nguyễn, anh Thanh Long Nguyễn chưa có mua kính cho em kìa. Anh là Langu hả? Langu gì đó ơi, đọc sao bây giờ, cánh cửa là sai rồi. Kính này em đang mang sale 99.000 thôi, cho đúng 5 anh chị comment đầu tiên cho em nha. Bảo hành cho mọi người 3 tháng khi mua hàng được quyền mở hàng ra coi hàng luôn. Chất lượng ok rồi thì mới lấy tiền, còn không thì thôi nha. Mọi người nhìn nha, gọng của nó là gọng nhựa màu nâu như vậy, rất là đẹp luôn. Hello bé Trang Trần của chị Túc nè, share live stream với chị Túc đi Trang Trần ơi. Ở trên đây có cái viền kính này nha, rất là đẹp đồ thì em. Dạ đúng rồi Trường Ti ơi, nhưng mà bây giờ đang bán chậm nè. Em sale cho mọi người 99k thôi, vì mẫu này em còn gỡ tầm vài cái thôi, không có nhiều nha. Màu nâu như vậy mọi người nha, mã là 302 chống tiêu vê, yên tâm nha. Kính em sale 99k nhưng mà chất lượng cực kỳ chuẩn luôn, chuẩn nha. Kính này 350 một cái, sale 99k, chống tiêu vê chuẩn 400 luôn. Cánh mày đâu là sai luôn rồi ha. Rồi, kính này 302 ai lấy comment liền cho em luôn. 149 cái lộn. 99.000 một cây, em còn có màu đen cho mọi người nữa. Màu đen luôn nha, 99.000 một cây thôi, rất là rẻ cho mọi người luôn. Ai lấy thì tranh thủ comment liền cho em. Bây giờ em qua kính khác liền luôn ha. Kết thúc game YouTube chưa nè? À, xem select em. Dạ select em không có anh ơi. Rồi, em lên cái kính này cho mọi người coi luôn nha. Đó là mẫu này, đồ tiền em. Dạ đúng rồi Trường Ti ơi, cái kính này em đang lên cho mọi người. Đây là dòng Watcher nha, có hộp đầy đủ luôn. Có chữ Watcher màu vàng trên đây cho mọi người. Cầu kính nè, cầu màu vàng, cầu ngang, cầu cong ha. Trồng bolero rơi rớt không vỡ, không bể. Cái kính này bên trong của nó có tráng phản quang màu xanh, bên hông con ve có chữ Watcher, bên cái càng kính có chữ Watcher ở đây cho mọi người. Màu vàng này được làm bằng titan, không bao giờ bị xỉn màu. Từ đây xuống đây sẽ được bọc một lớp cao su, mình có thể là xoay qua xoay lại được luôn. Rồi, đi biển đeo kính như nào thì hợp sắp hơi xíu, em lên kính đi biển cho chị coi liền luôn. Ở đây nha, đằng sau cái đuôi kính có bọc một lớp kim loại cho mọi người, mở ra mở vô được luôn. Chống tiêu V chuẩn 400, chống tiêu phân cực. Mã kính này nam nữ gì cũng mang được hết trơn. Đây là dòng kính thể thao mọi người nha. Giá của nó là 700, sale còn 350. Ai lấy mẫu này mọi người comment cho em là 8503 kèm theo số điện thoại. 350 một cây thôi, hàng cao cấp của em nha. Bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn. Khi mua hàng á, yên tâm, em like như thế nào em bán như thế đó. Mọi người sẽ được quyền mở ra và coi hàng chất lượng như thế nào. Ok hết thì mới trả tiền, còn không ok thì thôi. Câu đố gì vậy Tâm? Trang Trần ơi, câu đố là cánh gì mà không bay được em nha? Cánh gì mà không bay được? Mọi người comment cho Tấp liền luôn. Giá bao nhiêu một cái kính vậy? Huỳnh Mai ơi, giá em đang mang là 350 chị ơi. Giá gốc 700, giá sale trên livestream hiện tại bây giờ là 350. Chị lấy kính này chị comment cho em là 8503 kèm số điện thoại nha. Cánh mày đâu là sai. Huỳnh Mai ơi, những anh em của em ơi, mẫu kính này là dòng ngầu lắm. Em nói thiệt, mẫu kính này ha, các anh em mang vô là gái chết hết luôn đó mọi người ơi. Vì nhìn rất là đẹp trai, nhìn cá tính cực kỳ luôn. Còn nếu như mọi người không thích quá nổi bật thì cái kính này em vẫn có một dòng nữa. Đó là cái mẫu này đây, thì nó là màu xám mọi người nha. Nó là màu bạc như vậy nè, màu bạc trồng màu đen viền màu bạc ha. Còn cái này là trồng màu đen mà viền màu vàng, thấy không ạ? Đây màu đen, Túc sẽ mang lên cho mọi người coi luôn nha. Màu đen là nó như vậy ha. Trên đây là màu bạc, trồng màu đen, viền màu bạc luôn. Rất là cá tính, rất là ngầu, rất là manly nếu như là dùng màu bạc. Còn thích nổi trội thì dùng màu vàng cho em luôn. 8503 là cái màu vàng, 8722 là cái màu bạc này mọi người nha. Comment cho em là 8722 màu bạc trên đây nè. Ok, Bình Lương cho em xin số điện thoại để em chốt cho anh luôn nha. 8503 cho Bình Lương. Trong kính chất liệu là trồng boleroi nha. Hai cái này đều có chất liệu là trồng boleroi. Thì trồng boleroi là không bể nè, khi mà làm rơi làm rớt xuống cũng chống trời chống bể cho mọi người luôn. Đằng trước của nó nè sẽ có cho mọi người là cái lớp nano cứng chống trời chống vật chống trời cho mọi người chống xước được luôn nha. Rồi ai lấy kính này mở ra mở vô được nha, comment cho em 8722 kèm số điện thoại. Kính trên là 8503 kèm số điện thoại, chắc cho Bình Luân một cây 8503. Ok Bình Luân nha, 8503 cho Bình Luân một cây luôn nè. Rồi còn ai lấy cây 8722 em đang mang thì comment cho em Bình Luân một cây. Rồi em chốt cho Thu Thúy một cây này luôn, 8503 cho Thu Thúy luôn. Có kính màu xanh không sắp, có kính màu xanh luôn chị ơi. Rồi Thu Thúy một cây luôn, chốt cho Bích Trọng một cây này luôn nha. Ok Bích Trọng một cây này luôn nè, Bích Trọng ha.
Em đau họng quá. Cánh gì không bay đó là cánh tay à? Sai rồi Trần Hằng ơi, sai rồi bé Trần Hằng nha. Rồi để tôi tóc coi coi nè. Để tôi coi coi lượt chia sẻ có chưa nha. Chưa có luôn. Rồi mọi người ơi, tôi có chuẩn bị công bố coi lượt chia sẻ là bao nhiêu rồi nha. Chất liệu kính giả cận làm bằng rồng thủy tinh hữu cơ em nha. Rồi coi coi người chia sẻ livestream nhiều nhất là ai luôn ha. Đây có nick chia sẻ livestream nhiều nhất rồi mọi người ơi, sao mà nó chói thế. Rồi đây đây ạ. À. Trúc gì? Trác A Uyên. Trác A Uyên gì mọi người nha, là Trác A Uyên gì đó, tôi cũng không biết đọc sao nữa. Trác A Uyên nha. Đây là bé Trác A Uyên. Rồi bé này là người chia sẻ livestream cho TikTok nhiều nhất luôn. Ok nha Trác A Uyên ơi. Em comment ơi, em inbox cho fanpage nói là trúng giải chia sẻ nhiều nhất luôn để nhận được kính luôn em nha. Rồi, bây giờ TikTok sẽ lên mẫu khác cho mọi người nữa. Cái mẫu Trúc đang mang là 8503 thì giá của nó là 350 một cây, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Cảm ơn Tường Vy nhiều nha. Em đẹp lắm hả? Hợp với màu đỏ. Thôi em thấy em hợp với màu cái mạng của em hình như hợp với màu đỏ hay sao đó. Rồi mã kính này mọi người ơi 8722, ai lấy comment liền cho em. Bây giờ em lên cho mọi người một cây kính khác nữa nha. Đây em lên cho mọi người cây kính này, đây là dòng kính cao cấp bên em, 450 một cây, giá gốc 900k, kính Armani. Mọi người nhìn nè, cái càng kính của nó rất là sáng luôn, thấy chưa, có logo Armani trên đây cho mọi người nha. Còn bên trong của nó nè, có chán phản quang đầy đủ hết trơn, rất là đẹp. Bên hông có logo Armani, lớp phản quang này sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại. Trong càng kính có mẫu có mã đầy đủ cho mọi người được khắc trên kính luôn ha. Bên trong của nó này, bên ngoài của nó là màu đen, viền của nó là màu đen luôn. Rồi mọi người nhìn, cái form của nó là form hình cong như vậy, cho nên khi mà mình mang vô mặt nó sẽ ôm sát mắt cho mình luôn nha. Yên tâm về cái độ là chống bụi, chống khói, chống gió, chống mưa cực kỳ cao nếu như mình mang mẫu kính này ôm sát mắt qua bên hông cho mọi người luôn, cho nên sẽ rất là tốt cho mắt nha. 450 một cây, mã là 3211. Em còn có màu nâu nữa, màu nâu cũng có chán phản quang luôn. Cái điều màu nâu nó sẽ sáng hơn màu đen nha. Màu nâu là đi đêm được, còn màu đen thì không đi đêm được. À, cánh đôi môi là sai, cánh đôi môi hả? Cánh đôi môi là sai rồi Tùy Duyên ơi. Sao nhiều người comment cánh đôi môi quá vậy? À, mình muốn mua kính chống bụi, sắp tư vấn mình với. Ok, hàng bên bông kính bụi trong cho nữ đúng không ạ? Rồi, mẫu kính này tóc đang mang là dành cho nam nha. Đi ngày cũng được, đi đêm cũng được luôn. Giá là 450 một cây. Có hộp ạc ma này cho mọi người đầy đủ luôn. Có hộp ạc ma này đầy đủ luôn nha. Ra đáp án đi, ok. À, cánh gì vậy? Chưa có ai đáng trúng hết trơn á, chán mọi người ghê. Đáng khó quá hả? Rồi, kính này chống tiêu V là chuẩn 400, chống trời, chống vỡ, chống rơi cho mọi người luôn, 400 chuẩn nha. Mã là 3211, ai lấy comment liền cho em luôn. Ok chưa ạ? Đây, 13211, 450 một cây, hàng cao cấp bên Túc. Đây là kính Armani nha. Rồi, bây giờ mọi người thích lên kính như thế nào nữa, mọi người comment cho Túc đi để Túc lên kính cho mọi người được không ạ? À? Rồi, cánh cửa là sai rồi, không đúng luôn Trần Hằng ơi, gửi cho mọi người nha. Cánh gì đây, cánh gì đây? Gửi cho mọi người đáp án là từ từ coi coi. Rồi, gửi cho mọi người đáp án có 3 từ mọi người nha. Hai chữ đầu tiên là chữ cánh cửa rồi nè. Hai chữ đầu tiên là chữ cánh cửa nha. Nhưng mà chưa đúng luôn rồi. Bây giờ nãy giờ chưa có ai comment đúng hết trơn. Bây giờ thì Trúc sẽ công bố đáp án cho mọi người comment luôn nha. Cánh cửa thôi nha mọi người nha. Rồi, chuẩn bị comment cho Trúc liền luôn. Đáp án là cánh cửa kính được không ạ? À? Nãy giờ chưa có ai comment hết trơn á. Cánh cửa kính là không bay được mọi người nha. Nãy giờ comment cánh cửa không à, mà không có cánh cửa kính, cánh cửa sổ không à. Rồi, comment cho Túc là cánh cửa kính để Túc lướt comment chọn ngay ra người may mắn liền luôn, để mở điện thoại lên mà lựa nha. Để mở điện thoại lên cho nó chạy comment. Cánh cửa kính liền luôn nha. Rồi, tranh thủ comment cánh cửa kính thì theo đó là chia sẻ livestream. Bây giờ trong lúc đợi mọi người comment, Túc sẽ lên tiếp mẫu kính cho mọi người nữa nha. Thì ở đây các chị nữ nào mình thích lên kính dễ thương, kính bánh bèo không thì Túc lên cho mọi người coi nè. Cái kính này Túc đang lên cho mọi người là form mắt mèo. Comment cho Túc là cánh cửa kính luôn ha. Mẫu này Túc đang mang cái form là form mắt mèo tròn như vậy nha. Nãy nói cánh cửa kính rồi mà không thấy luôn Calabu ơi, Túc không thấy luôn nha. Nãy giờ chắc là comment cánh cửa sổ hay cánh cửa gì rồi đúng không? Không thấy cánh cửa kính. Rồi mọi người nhìn nè, ở sau cái đuôi kính của nó là có 3 màu như vậy, màu trắng, màu đỏ, màu xanh, rất là đẹp. Viền này không bong không tróc nha, kim loại 100% không bong không tróc. Rồi, chữ thơm rau ở đây cho mọi người luôn. Trầm này trầm thủy tinh luôn ha. Chắc là bị ẩn comment rồi, thấy comment là TikTok sẽ ghim lại liền luôn rồi ha. Vì tặng ai cũng như vậy thôi. Rồi, TikTok mang lên cho mọi người coi phong kính này rất là sang chảnh luôn, dành cho những chị nữ nha. Mẫu kính này thơm rau, mã của nó là 9324 phẩm ta. Mã của nó là 9324, 181 cây, giá gốc 400k, sale 180. Mọi người thích kính em đang mang thì mọi người comment cho em nha. 9324 kèm theo số điện thoại liền luôn. Còn bây giờ thì mọi người comment cho em là cánh cửa kính, em chuẩn bị lướt comment chọn ngay ra người may mắn liền luôn ha. À, ca, ca,
Rabu ơi, không lo comment cánh cửa kính là một xíu em lướt comment là không trúng cánh cửa kính là không trúng kính đâu nha. Còn bây giờ mọi người tranh thủ comment là cánh cửa kính. Còn ai thích cái mã Trúc đang mang thì mọi người comment cho Trúc là 9304, 9324 chứ lộn, 181 cây, bảo hành 3 tháng cho mọi người, giao hàng tận nơi. Phí ship ngoại thành 30k, nội thành là 20k. Khi mua hàng sẽ được kiểm tra hàng đầy đủ luôn. Ok hết rồi mới thanh toán, còn không ok hết thì thôi. Lê Rin ơi, comment cho chị một dòng thôi, comment hai dòng là không hợp lệ em nha. Comment 3 chữ, duy nhất 3 chữ trên một comment, cánh cửa kính, ok chị ạ. Khi nào comment nhiều, tôi sẽ lướt comment để chọn ngay ra người may mắn liền luôn nha. Còn bây giờ, những ai đang trong livestream của em, mọi người thích em lên kính gì nữa, mọi người comment lên liền cho em được không ạ? Trong lúc đang chờ đợi mọi người comment thiệt là nhiều, em sẽ lên một mẫu kính nữ cho mọi người coi nha. Đó là mẫu kính nữ này, dành cho những ai nãy giờ chưa có thấy cái mẫu kính nữ này em đang lên. Thì đây nha, dành cho nữ nha. Mã của nó là 6864. 6864 mọi người ha. 6864, giá của nó là 400k sale, còn 100 sale còn bao nhiêu đây? 180 nha. 6864 sale còn 180, ai lấy cái này comment liền cho em luôn. Lê Rin ơi, em comment cho chị Túc là một chữ, comment một hàng thôi, em comment hai hàng một xíu chị. Như vậy là em sẽ bị lấn comment của người khác là không hợp lệ nha, như vậy sẽ không công bằng cho những người khác, cho nên một xíu chị comment, chị xóa cái comment của em nha, không được đâu, không hợp lệ. Rồi, mã kính này Túc đang mang mọi người nha, giá của nó là 181 cây, có 3 màu cho mọi người lựa chọn. Đây nha, đây Túc có cho mọi người đó là mẫu này đây. Màu này là màu tím nha, đi đêm được luôn. Mẫu vừa mang là màu trà, 6864 181 cây. Còn kính này là màu đen, 6864 màu đen 181 cây. Mọi người tranh thủ comment để được nhận kính luôn nha. Hơi bị sốc, hơi bị đẹp, 181 cây thôi, ok chưa ạ? Rồi, bây giờ nếu như mà nữ trúng kính thì sẽ được nhận cái mã kính nào đây? Hồi nãy em giơ lên là mã kính nào cũng quên mất tiêu rồi. Nếu như mà nữ trúng kính ngày hôm nay sẽ nhận được mẫu là 8060 ha. 8060 đâu mất tiêu rồi ta. Nếu như nữ trúng được kính thì sẽ nhận được kính là 8060. Còn nếu như nam nhận được kính thì sẽ nhận được kính này nha, 8301 dành cho nam. Còn nữ thì nhận được kính là 8060. Mà cái mẫu đó đâu em mất tiêu rồi, không thấy nữa ha. Nếu nữ mà nhận được kính thì tôi sẽ tặng mẫu kính này cho mọi người nè. Mẫu kính này nha, nếu mà nữ trúng thưởng đi. Đây, mẫu kính này cũng rất là đẹp. Đó, giá gốc 400k. Rồi, bây giờ nha, 6864 ai lấy comment cho em, bây giờ sẽ lướt comment để chọn ngay ra người may mắn liền luôn. Vì nãy giờ cái livestream này cũng nhiều comment rồi đúng không? Ok, lướt nha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Bé Trang Trần với Thanh Tâm là bữa giờ trúng nhiều rồi nha. 4 3 ơi 2 1. Đây, avatar màu đỏ, bạn Luân Lê comment là cánh cửa kính. Ok Luân Lê nha, comment cánh cửa kính nè, ok Luân Lê. Rồi, Luân Lê comment cho Túc đi, số điện thoại kèm theo trúng thưởng luôn nha. Ở trên là Lê Rin, ở dưới là Thanh Tâm. Rồi, bé gì quên rồi, Luân Lê ơi, em comment cho chị là trúng thưởng kèm theo số điện thoại liền luôn để chị kiểm tra nha. Trúng thưởng kèm theo số điện thoại, nam được nhận kính này, nam được nhận cái kính là 8431 gì đó. Nam thì sẽ nhận được kính, hồi nãy chị giơ lên là kính này nha, 8301. Đây, 400k một cây. Kính này em muốn chọn kính nào cũng được hết trơn, có hai mẫu cho em lựa chọn nha. Còn bé Chắc Awin ơi, em nhận được kính là cái Amon Lanh nha, 270 cho Chắc Awin. Là người chia sẻ livestream của Tốt nhiều nhất luôn ha. Rồi, có trúng lần nào đâu chị, bữa giờ có trúng chưa? Bữa giờ có trúng chưa? Rồi, nhưng mà cũng không có trúng em nữa. Trúng bạn Lung gì rồi, Lung Lê rồi ha, ok nha. Rồi, mọi người ơi, bây giờ mọi người thích em lên kính nào nữa không? Nếu như mọi người không thích em lên kính nào nữa thì em sẽ kết thúc livestream đó nha. Trúng thưởng cho Lân Lê, buồn không trúng Khánh Vi Xanh. Hello Khánh Vi Xanh, bây giờ chúng mới thấy anh luôn đó. Ô, chơi An Giang sao đó, ca la bu ơi, sao mà chơi An Giang vậy? Thì coi lại những cái livestream trước coi em chơi như thế nào nha. Bây giờ mọi người ơi, em đã lướt trúng các bạn Lân Lê nha. Em lướt công khai trên Facebook luôn, cho nên á, mọi người cũng coi đúng không? Em để cái tay một chỗ, cái dòng comment chạy tới ai trúng người đó ha. Chỉ cần comment hợp lệ thôi là được rồi nha. Rồi, ok bé Thanh Tâm ha. Vậy thì em tiếp tục được chơi mini game nha. Rồi bây giờ mọi người ơi, tôi xin phép mọi người là sẽ kết thúc livestream luôn nha. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ nè. Tối nay 7:45 mình tiếp tục vô chơi mini game với Túc luôn nha. Từ giờ ai cổ Túc cái gì? Từ giờ ai cua Túc anh chém chết là nó hả gì ghê vậy ông nội. Bye bye anh Cường luôn nha. Bye bye mọi người.